tất cả các bạn, hôm nay mình có một cái rổ, mình đi ra đồng mình nhặt rau nha. Ô, vừa nhà bạn Trang nắm cây nhờ. Bạn Trang ơi, mình nhìn thấy một quả gì đây? Quả trứng. Ồ, các bạn ơi, quả trứng khủng long này. Wow, bạn Trang thì mở ra xem bên trong quả trứng có cái gì không? Bạn có mở được không? Ồ, bạn Trang bạn đang bóc quả trứng khủng long ấy các bạn ạ, hồi hộp quá không biết là bên trong có cái gì nào. Nào bác nó không đưa mình ra trợ giúp nào. Đây. Đây các bạn ơi, để mình trợ giúp bạn Trang. Ui! Sao đây quả trứng khủng long lại có cả hai tầng này các bạn ơi. Ồ, có cái gì bên trong ấy? Để mình thử bóc một bên một xem nhá các bạn nhá. Đâu nào. Ui. Wow, bạn Trang ơi, toàn đồ ăn thôi này. Ở bên trong có kẹo hay có cái gì đây các bạn Trang ơi, bạn thử ăn xem nào. Chắc là bánh. À bánh à. Đấy bạn thử ăn cái đấy đi, ngon không? Ngon các bạn. Ui cái đây là cái gì? Cái gì bạn Trang ơi? Wow. Ở đây có cái thìa để xúc bánh ra bạn Trang này. Ui con chim gì nó kêu ấy. À cái là cái còi các bạn ạ. Ăn thử thổi xem nào. Ô còi không kêu à? Bánh ngon không? Ngon. Ồ ôi mình ăn vậy thôi để mình đi hái rau tiếp đi bạn Trang đi. Ua kìa, bạn Trang ơi mình nhìn thấy một con gì nó ở dưới máng nước này này. Ui. Ui một con gì đây? Màu xám này bạn Trang ơi. Ủa, ở dưới bụng nó màu trắng đẹp quá. Ua chà chà, con này là con gì đây các bạn ơi? Con mèo. Ua đẹp thế nhờ. Đáng yêu quá bạn ạ. Mình nhìn giống con chó sói chứ không phải giống con mèo đâu bạn Trang ạ. Nhưng mà đây chắc chắn là con mèo. Con mèo à? Ủa đẹp nhờ. Ở vườn này khả năng có nhiều con vật hay đấy bạn Trang nhờ. Hay mình đi tìm các con vật tí đi, tí mình hái rau sau nhá. Nào đi thôi. Ui. Bạn Trang ơi đây có quả mít này. Ồ, quả mít bé lắm. Ui, một lại một con gì ở đây? Ua, chà chà. Một con thỏ ạ. Ua, một con thỏ đang đi ăn cỏ ở trong vườn nhà mình các bạn ơi. Thỏ màu xám. Một con thỏ màu xám nhá, đẹp nhờ. Ua, chà chà, mình nhận được hai con rồi. Mình lại đi tìm tiếp thôi. Wow, hình như mình nhìn thấy một con cả thỏ trắng lắm này bạn Thảo ơi. Wow, đây này, ủa đúng rồi. Ui, có một đôi thỏ nó đang ăn cỏ vườn nhà mình các bạn ơi. Một con thỏ màu trắng đẹp thế. Ui, mắt nó màu đỏ này các bạn. Ui, con thỏ này đẹp nhờ các bạn nhờ. Ừ. Thỏ màu trắng đẹp thật đấy các bạn ạ. Wow, bạn cho vào đây đi. Đi, mình lại đi tìm tiếp xem ở vườn nhà mình xem. Gặp nhiều đồ vật thế các bạn ạ. Wow, này bạn Trang ơi, con gì thế này? Wow, các bạn ơi, một con gà trống mới mua quả trứng của nó các bạn ạ. À. Ô, gà trống đẻ được bạn. Wow, hóa ra là cái kẹo khủng long các bạn ạ. À. Mình cứ tưởng là gà trống lại đẻ được. Thì mình nuôi toàn gà trống cho nó đẻ thôi các bạn ơi. Rồi, cho mình xem con gà nào bạn này ơi. Gà trống màu, wow. Màu đỏ. Con gà trống màu đỏ đẹp thế các bạn ạ. À. Cục ta. Con gà mái nó mới kêu cục ta. À, con gà kia này có tẹo. Ồ, con gà trống nó đẹp nhờ bạn Trang nhờ. Ừ. Ôi, mình mang về cho vào rổ, mình mang về mình chơi nhá. Tiếp xem đi tìm xem còn con gì nữa không. Tìm kỹ à bạn Trang ơi, kiểu gì cũng có đấy. Ui, hồng xiêm này xem nắn em chín không. Không chín rồi. Ồ. Ui, bạn Trang ơi, cái gì thế này? Ua, sao lại ở đây lại có chiếc súng nhỉ? Ua, mình nhận được một cái chiếc súng không biết có bắn được không các bạn ơi. Ở đây có đạn này. Hình như lên cò đằng này. Ua, hình như bắn được các bạn ơi. Hay thử bạn thì cho vào đây đi xong lại để mình cầm súng mình đi săn nhá. Ua, thử xem nào, xem bắn được không các bạn ạ. Mình bắn vào gốc cây xem nào. Ua, bắn được các bạn ơi. Bắn mạnh quá thật các bạn ạ. Ua, chà chà, mình biết mình có đạn súng rồi, mình nhận được khẩu súng các bạn ơi. Mình sẽ lên làm, bây giờ mình sẽ đi săn các bạn ạ. Ua, chà chà, bắn quả mít này các bạn ơi. Ui, ở trên quả mít có cái con gì kìa. Úc, đạn bay đâu mất rồi các bạn ơi. Ở trên quả mít có cái con. Đây, để mình lấy cái đạn ở cái đây mình vừa nhặt được. Mình nhìn thấy một con gì nó trên quả mít đi các bạn. Mình sẽ lắp đạn vào cái súng này. Đây này các bạn ơi, có ba cái băng đạn liền này. Mình sẽ lắp đạn vào đây. Wow, mình sẽ lên cò các bạn. Wow, bây giờ phải sẽ này. Bắn thôi các bạn ơi. Piu 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 piu. Đây các bạn ơi, mình nhìn thấy con gì thế này. Bắn đi. Lại lệch chưa các bạn ơi. Ai hốt thì mà. Lại chưa rồi. Bây giờ là phải bắn tiếp, bắn lại các bạn ạ. Wow, lại lên cò lại các bạn ơi. Bắn mãi con này mà không được. Đây các bạn ơi, để mình bắn nhá. Chiu. Được rồi bạn Trang ơi. Bạn cầm súng của mình để mình xếp con này. Wow, con gì đây?
Ui các bạn, bạn Trang ơi, đây là con gì? Một con chó sói. Wow, bắn được một con chó sói các bạn ạ. Sợ quá, bắn hạ 3 lần mới được một con chó sói các bạn ơi. Wow, chà chà. Cho bạn cho vào đây đi. Ui. Để mình nắn con mít đấy xem chín không. À, hóa ra con chó sói này nó canh quả mít này các bạn ạ. Mình nhận được chiếc súng này. Là mình bắn rồi, ở đây. Để mình lại lắp đạn vào, mình để đi săn tiếp các bạn ơi. Đây, mình vừa săn được con chó sói rồi, bây giờ mình sẽ lắp đạn nó tiếp. Uấy, mình giờ mình lại đi săn tiếp các bạn ạ. Đi thôi bạn Trang ơi. Nào, đi săn xem còn con gì không. Ui, ở kia có cái con gì kìa. Đâu đâu đâu, bạn chỉ cho mình để mình bắn nào. Wow, bạn Trang lại phát hiện ra con gì đây. Mình nhận thấy chiếc súng này để mình săn, mình bắn săn con này của bạn Trang ơi. Wow, bắn được rồi các bạn ơi. Wow, mình đã hạ gục được con gì đây bạn Trang này. Bạn là bắn xa các bạn. Wow, chà chà, con này là con gì đây bạn Trang ơi. Hình như lại còn là một con sư tử hay sao ấy. Phải không bạn Trang nhỏ? Ui, cái hàm răng của nó này các bạn ơi. Đúng rồi, con này là con sư tử đấy các bạn Trang ạ. Wow, mình săn được con sư tử rồi. Chà chà, mình cho vào đây. Nhiều các con vật quá bạn Trang ơi. Đâu, bạn đưa mình cái ấy cho mình lại lên làm tiếp để mình đi săn tiếp nhá. Đây, kéo này lại các bạn Trang ạ. Wow, bạn có đi săn không mà cho mình thì bạn đi săn đấy. Wow, bạn đi. Ui, mình nhìn thấy con gì kìa. Ui, nhà bạn Trang lại cũng phát hiện ra một con gì đây. Bạn thử săn xem nào. Wow, bạn bắn được rồi. Wow. Bạn Trang gần như thế mà bạn bắn không trúng các bạn ạ. Đâu, đưa mình lên lòng cho mình bắn cho. Bạn không biết bắn đâu. Đây các bạn ơi. Đây này, mình sẽ bắn săn con gì đây này này các bạn ơi. Bằng chiêu. Được rồi các bạn ơi, sướng quá. Một con voi. À, mình săn mình hại được con voi rồi các bạn ạ. Quá wow, chà chà lại các bạn ơi. Mình hạ gục được con voi, có một chiếc voi to quá các bạn ạ. Wow, một cái tai của nó này to như cái quạt đi các bạn ơi. Cho vào đây, chà chà. Đi săn tiếp thôi. Nào, bạn nắp súng vào, mình lại đi săn tiếp nào. Xem được không? Wow, bạn có ấy được không? Đưa mình lên nòng cho à. Bạn phải kéo mạnh về sau như này mới được này bạn Trang ơi. Đấy, như này này. Đấy, bây giờ mình sẽ đi săn tiếp nào. Xem có con gì ở vườn nhà mình khơ nữa không. Ui, ở đây có cái con gì này. Ui, bạn bắn đi. Con gì đây các bạn ơi. Mình sẽ nhìn xa xa, mình lấy súng mình săn nhá. Bằng chiêu. Bắn được rồi, sướng quá bạn Trang ơi. Con lại gì đấy. Con gà trống nữa này. À, mình tiêu diệt được một con gà trống rồi. À, nó đang ở vườn nhà mình rồi các bạn ơi. Con gà trống này nhỏ quá. Hôm nay được nhiều các con vật quá bạn Trang nhá. Ui, xem ở trên cây có con gì không. Ui, ui, ui. Ở đây có cái con gì này. Ở trên cây lại có con gì này các bạn ơi. Mình sẽ bắn xem nào. Ui các bạn, ui các bạn ơi, mình sợ quá. Mình cầm khẩu súng mà run hết cả tay. Wow, mình sẽ bắn xem nào. Wow, trúng rồi các bạn ơi, hạ được rồi. Xem con gì đây, con gì đây. Đây là một con gì. Ui, con gì thế này à bạn Trang. Con này nó bắn được giá đạn này, may quá nó không bắn mình các bạn, bạn Trang nhờ. Con lợn rừng đấy bạn Trang ạ. À, một con lợn đây này, nó có chiếc lanh của nó này bạn Trang ơi. Sợ quá, mà cũng đẹp nhờ bạn Trang nhờ. Ồ, mình cho vào đây. Nào, đi tìm đạn tiếp thôi. Đấy, bạn lấy đạn đi. Nào, mình lại đi săn thử xem quanh đây xem còn con gì không bạn Trang ơi. À đây này, mình phát hiện ra cái này này hay như bạn Trang ơi. Mình thử bắn quả bưởi xem nào có dụng không. Biu ơi. Không ăn thua gì bạn Trang ạ. Quả bưởi nó nặng quá. Quả bưởi nó nặng quá, không ăn thua gì. Thôi mình đi săn tiếp đi. Nào, mình đi săn tiếp đi. Hình như hết rồi sao bạn Trang ơi. Đưa mình thử xem hôm nay mình săn được những cái gì nào. Một con là trống, một con gì đây. Một con thỏ màu xám. À, một con thỏ màu xám. Đây là một con mèo các bạn ạ. Con mèo, vừa màu trắng vừa màu xám. Đúng rồi. Ui, có cả trứng khủng long này các bạn ạ. Trứng này màu đỏ. Trứng khủng long màu đỏ. Đẹp quá, đẹp quá. Một con lợn rừng các bạn ơi, nó có cả khẩu súng luôn. Con lợn hành tinh đấy. Đây là một con sư tử các bạn ạ. Một con voi. Ui, một con voi. Đây là một con gà trống nữa bạn Trang ơi. Một con chó sói. Wow, một con chó sói. Một con thỏ màu trắng nè. Một cái thỏ màu trắng này, đẹp chưa. Wow. Rồi, đã săn được nhiều quá thôi mình. Mấy cả đây này, khẩu súng nữa này. Đặc biệt là có khẩu súng này các bạn ơi, mình đi săn được đấy các bạn ạ. Mình đi về đi các bạn, bạn Trang đi. Rồi, bạn xin chào các bạn đi. Mình xin chào các bạn.